Whisky là tập đoàn quản lý về khai thác về khách sạn nổi tiếng. Thì khách sạn này có tổng cộng 394 phòng. Phòng thấp nhất thì giá chắc khoảng cũng 1.500 đô một đêm, phòng cao nhất là khoảng gần 20.000 đô một đêm. Thì nơi đây cũng chính là nơi tiếp đón các cái đoàn ngoại giao, các vị nguyên thủ quốc gia, các cái vị gọi là giới quý tộc, cũng như là các cái ngôi sao giải trí hạng nhất trên toàn thế giới. Khi họ đến Abu Dhabi nghỉ dưỡng là họ ở khách sạn này. Thì khách sạn là gồm có một cái công viên vườn vườn cây với tất cả 1.000 hecta, tại vì nó nằm bên một cái bờ biển dài 1,3 km, đó chính là bờ biển riêng của thành phố luôn. Bờ biển riêng của khách sạn luôn. Mình nghĩ đi, nó có đường cái chạy bộ ở trong tổng cộng là 6,4 km. Trong công viên vườn cây thì có rất là nhiều loại cây khác nhau, nhưng đặc biệt là nó trồng cây cọ ha. Khoảng 8.000 gốc cọ ha. Hơn 20 đài phun nước các gọi là đài phun nước các loại. Hai hồ bơi cực đại ở ngoài trời, một bãi hầm bãi ngầm đầu xe được khoảng 2.500 chiếc xe các loại. Đi dọc theo cái đường bờ biển này là chúng ta đến sẽ đến đó là cái cuối cùng là sẽ đến dinh tổng thống và cái khách sạn. Đặc biệt là có sân gọi là khu sân khấu hòa nhạc có thể chứa được 20.000 người. Rất là lớn ha quý vị. Thì đây được xem như là một trong những khách sạn xa hoa nhất trên thế giới hiện nay. Và cũng được gắn với cái mác là khách sạn 7 sao. Thì hôm qua đó có đoàn mình những cô chú anh chị mà đã ăn cái dịch vụ ở khách sạn 7 sao bên kia. Thì khi chúng ta đi vô cái sảnh khách sạn đó xong mà mình đi vô cái sảnh này là mình bị ngợp liền, mặc dầu là đều 7 sao như nhau nha. Thì tổng cộng là, nhưng tập đoàn Etihad thì lại không đặt văn phòng ở đây, mà họ xây dựng, họ để gọi là lấy cái tên tòa tháp nha, là của Etihad và cho thuê văn phòng thôi. Có thuê văn phòng, có khách sạn và căn hộ. Thì cái tháp Etihad này là gia đình mình đã từng biết đến bộ phim gì ạ? Fast and Furious 7, quá nhanh quá nguy hiểm là trong cái vai diễn của Vin Diesel đó, vai là Dominic Toretto đó, phóng chiếc xe Ferrari mà xuyên từ một cái bữa tiệc xa hoa mà có một cái cô mà vũ công mà người được giác toàn vàng không, mặc bikini đang ngoáy mông ở trên bàn, thì ông đó phóng cái xe lao từ tòa nhà này qua bên tòa nhà kia đó. Có coi Fast and Furious 7 không? Đó là lấy là có một cái đoạn cảnh quay ở đây tại cái Etihad. Và bên tay trái là mình đã bắt đầu nhìn thấy cái hệ thống khách sạn đó là cái nhà mà có cái mái vòm cao màu tròn gần đây, còn cái mái vòm màu trắng xa ở phía đằng kia đó chính là dinh tổng thống, hay còn gọi là gọi là dinh thự của hoàng gia. Mình thấy hai cái nó sát với nhau. Bên kia thấy có một cái bến cảng câu lạc bộ du thuyền và cái này đó chính là đê trong cái lịch trình của mình là tham quan cái đê trắng sóng đó. Đây chính là cái con đê đó, tại vì đây là một cái đảo rời thì họ xây dựng một cái hệ thống bờ kè đê. Bây giờ mà xuống đây đê thì chắc là đê luôn á, rất là nắng. Thì những điểm này là chúng ta chủ yếu là tham quan, gọi là mình đứng ngoài chụp hình, tham quan chụp hình. Thì giống như cái vị trí của khách sạn này đó, đứng ở trước là mình chụp không đẹp, chút nữa mình sẽ xuống ngay cái bờ kè phía bên tay trái. Giống như bên có cái cột trụ giống như hải đăng bên kia đó, mình sẽ đứng để mình chụp lấy cái bãi biển, lấy cái hình ảnh ở phía sau của cái khách sạn này. Còn các anh chị ở trong thì chỉ chụp là cái sảnh ở trong thôi.
mình đang ở cái bảo tàng. Kinh phí hiện tại xây dựng cái bảo tàng này là 1,2 tỷ đô la. Đây là để chân sóng ở ngoài của bảo tàng vô cùng lớn của quốc gia, một quốc gia nhỏ trong tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đó là Abu Dhabi. Ngoài Dubai thì đây là một quốc gia rất là giàu có. Và đây là cái trần, và đây cái trần, cái trần của nó rất là tuyệt vời. Đây là do một kiến trúc sư người Pháp thiết kế cái trần của cái bảo tàng này. Các bạn thấy nó kỳ lạ không ạ? Vô cùng kỳ lạ luôn. Cái trần này nó vô cùng kỳ lạ. Một cái bảo tàng mà nằm sát biển, xây bảo tàng xong thì bơm nước biển vào. Và cái kinh phí xây bảo tàng cho tới giờ này đã là 1,2 tỷ đô. Vô cùng ngạc nhiên. Ở những quốc gia Trung Đông này họ vô cùng giàu có, họ rất là nhiều tiền, rất là nhiều tài chánh, và họ có những cái đầu tư mà chúng ta không thể ngờ được. Một cái dự án nó nằm trong một quần thể rất là lớn. Một cái dự án bảo tàng 1,2 tỷ đô này là nó nằm trong một quần thể dự án vô cùng lớn, đó là 27 tỷ đô trong một cái bán đảo. Và cái bán đảo này là người ta lấn biển. Vừa rồi mình đi ở trong cái phòng ra, bây giờ mình ở bên ngoài.